bảy biển ly kỳ và đáng sợ về cá mập. Cá mập tiền sử khủng khiếp tới cỡ nào? Đâu là những loài cá mập sát thủ nhìn thôi đã đủ khóc thét? Và bí ẩn về món vi cá mập tiền tỷ có điều gì bất ngờ đây? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Không biết là ở đây có bạn nào đã tận mắt nhìn thấy cá mập ngoài đời thực hay chưa? Thì hãy comment điểm danh ngay xuống phần bình luận phía bên dưới nha. Các bạn thân mến, cá mập từ lâu được coi là sát thủ dưới đại dương, một trong những loài vật nguy hiểm bậc nhất trên trái đất. Với bộ hàm to khỏe, những chiếc răng sắc nhọn, cá mập sở hữu cho mình khả năng tiêu diệt con mồi trong nháy mắt. Và vừa qua thì Kính Lúp TV đã nhận được vô vàn yêu cầu của các bạn khán giả mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về sinh vật bí ẩn này. Nên trong video ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu xem là cá mập có những sự thật bất ngờ và đáng sợ ra sao nha. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu và khám phá về cá mập tiền sử đáng sợ bậc nhất trên thế giới. Nhắc đến đây thì hẳn là ai nấy đều nghĩ ngay tới chúa tể chết chóc, kẻ thống trị đại dương, nổi đình nổi đám một thời Megalodon, sinh sống cách đây khoảng 16 cho đến 2,6 triệu năm về trước. Megalodon được xem là loài cá mập lớn nhất từng thống trị trên trái đất và là một trong những loài săn mồi có xương sống lớn nhất trong lịch sử tự nhiên. Với kích thước cơ thể siêu to khổng lồ, có thể nặng từ 50 đến 60 tấn và chiều dài cực khủng 18 mét, khiến chúng trở thành những sát thủ kinh hoàng bậc nhất. Xương xương cũng đủ để đè bẹp một chiếc ô tô tầm trung. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất của Megalodon chính là bộ răng của chúng, với tổng cộng khoảng 276 chiếc răng sắc nhọn, với những chiếc có thể lên tới 21 cm. Nó như một cỗ máy xay thịt khổng lồ. Và có thể nói, con cá mập đáng sợ này đã khiến cho những sinh vật sống cùng thời phải mất ăn mất ngủ đấy. Chưa dừng lại ở đó, Megalodon còn có thể tăng tốc lên tới 70 km/h trong lúc săn mồi, nên chúng gần như không có đối thủ và trở thành kẻ ngước mắt lên trời, hận đời vô đối. Đấy các bạn thấy không, hội tụ đầy đủ combo, to, cao, trắng, lại còn được cái nhanh thì ai mà đỡ cho nổi. Vậy thì không biết là hậu duệ sau này của chúng có đáng sợ như là tổ tiên của chúng hay không? Hãy cùng khám phá các bạn nha! Thứ hai, những sát thủ cá mập đáng sợ nhất hành tinh. Các bạn thân mến, chẳng phải tự nhiên mà người ta ví cá mập như là ông hoàng hủy diệt hay sát thủ biển cả. Khi mà chúng đi tới đâu là gieo rắc nỗi kinh hoàng tới đó, gây ra biết bao nhiêu vụ mất tích bí ẩn hay những vụ thảm sát rúng động đại dương. Và nó còn khiếp đảm hơn khi bạn xui xẻo đụng mặt với cá mập bò, một loài cá mập duy nhất có thể sống trong vùng nước lợ ở khu vực các cửa sông. Thậm chí, đôi khi, chúng còn có thể đi sâu vào các vùng nội địa như Missouri, Kentucky để tìm kiếm thức ăn và gieo rắc nỗi sợ hãi. Với cân nặng lên tới 300 kg, chiều dài khoảng 4 mét và bộ răng cực kỳ chắc khỏe, cùng với những kỹ năng săn mồi sát thủ kèm thêm bản tính rất hung dữ, không phải là dạng vừa, nên cá mập bò đã gây ra không ít những vụ tấn công và gây thiệt hại tại các con sông ở nước Mỹ. Tuy nhiên, đáng sợ hơn cả chính là loài cá mập trắng, một trong những loài động vật săn mồi nguy hiểm nhất hành tinh. Bất cứ con mồi nào lọt vào tầm ngắm của nó thì hầu như không có cơ hội sống sót. Thân hình siêu dài 7,1 mét, cùng cân nặng 3,3 tấn, cỡ ngang một chiếc xe buýt. Loài săn mồi nguy hiểm này ra tay rất tàn độc. Khi săn mồi, chúng sử dụng khứu giác nhạy bén để phát hiện con mồi, cùng bộ hàm với hơn 300 chiếc răng sắc nhọn hình tam giác. Đến cá nhà táng to chà bá lửa, nó còn sôi gọn thì nói gì đến con người nhỏ bé chúng ta. Và hầu hết thì các vụ tấn công được báo cáo trên khắp thế giới đều có liên quan đến cá mập trắng lớn. Ngoài ra thì còn vô vàn những cái tên khiếp đảm không kém, khiến con người phải há hốc mồm kinh sợ ngay từ lần đầu gặp mặt, như cá mập kiếm mũi dài với chiếc mũi đặc trưng có răng cưa cùng với những hàm răng nhọn hoắt, nên chỉ cần một cú đảo mũi cũng có thể làm kẻ thì bị thương, thậm chí là đâm xuyên qua thân nạn nhân thiếu may mắn. Kinh hoàng không kém thì chính là chiếc cá mập Mako, loài cá mập nguy hiểm nhất trên đại dương, với tốc độ nhanh như cắt 100 km/h, sở hữu cân nặng lên tới 800 kg, đồng thời cũng là loài xấu nhất với hàm răng đáng sợ. Và loài cá này xứng đáng được gọi là kẻ giết người nguy hiểm nhất dưới đại dương. Ôi, nghe mà sợ hết cả người luôn ấy. Và tiếp theo là một thắc mắc mà rất nhiều các bạn đang quan tâm lắm đấy. Thứ ba, cá mập đẻ trứng hay là đẻ con? Nhắc tới đây là hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng cá mập đẻ con đúng không? Nhưng mà thực tế, chúng lại là loài đẻ trứng các bạn nha. Thậm chí, cá mập còn là loài đẻ trứng có kích thước lớn nhất trên thế giới, với những quả trứng có kích thước lên tới 35 cm, tương đương với một chiếc pizza cỡ lớn. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt, đó là trứng được nuôi dưỡng trong cơ thể mẹ cho tới khi nở ra, chứ đẻ ra ngoài tự nhiên là lại bị sơi tái mất ngay ấy. Cụ thể là vào thời kỳ sinh sản thì một con cá mập cái có thể giao phối với rất nhiều con cá mập đực và có thể thụ tinh lên đến 12 phôi thai trong một thai kỳ.
Sau đó, trứng sẽ được phát triển bên trong tử cung của cá mập mẹ và cũng được ấp nở ngay trong bụng của nó. Cuối cùng, cá mập con mới chịu chui ra khỏi bụng. Điều này làm chúng ta hiểu nhầm rằng cá mập là loài sinh con. Ngoài ra, có một điều đáng quan tâm hơn nữa là trong 12 con non đã được thụ tinh trước đó, thì ngay khi còn trong bụng, chúng sẽ chiến đấu với nhau. Con non khỏe hơn sẽ cắn và nuốt con yếu hơn, cho đến khi chỉ còn lại 2 con non cuối cùng và chào đời mà thôi. Nghe có vẻ rất là tàn khốc, nhưng trong thế giới loài cá mập, điều này có nghĩa là 2 chú cá mập cuối cùng này chính là 2 cá thể mạnh mẽ nhất, đủ mạnh để chứng minh chúng có thể sinh tồn trong lòng đại dương sâu thẳm, ngay cả khi mới chỉ là 2 con non. Và dành thêm cho những ai chưa biết thì loài cá mập duy nhất đẻ trứng ra khỏi cơ thể chính là cá mập sừng, và quả trứng của chúng thì quá là đặc biệt luôn. Nó có hình dạng y hệt như một chiếc mũi máy khoan sắc bén. Hình dạng đặc thù này khiến cá mập mẹ thường dễ dàng giấu trứng của chúng vào các khe đá hơn nhiều để tránh cho những kẻ thù săn mồi khác chén mất. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về một món ăn cực chất chơi người rơi, chỉ dành cho giới đại gia mà thôi đấy. Thứ tư, vi cá mập và sự tàn bạo đến ám ảnh. Các bạn thân mến, nhắc đến nền ẩm thực sang chảnh bậc nhất Trung Quốc, chắc chắn không thể không nhắc đến món ngon bổ dưỡng nước tiếng gần xa, súp vi cá mập, một trong những món ăn biểu tượng cho sự phú quý xa hoa mà xưa kia chỉ dành cho bậc quân vương quyền quý, còn ngày nay thì chỉ có giới siêu giàu mới dám thưởng thức món ăn này mà thôi. Ngoài ra thì đây còn là món ăn thể hiện đẳng cấp, phô trương tiềm lực và sự sang trọng của người đãi tiệc. Súp vi cá mập được sáng tạo bởi một vị hoàng đế nhà Tống từ thế kỷ thứ 10 nhằm phô trương quyền lực và sự giàu có đối với triều thần trong buổi yến tiệc. Kể từ đó, món ăn này được xem là một trong những biểu tượng của đẳng cấp và sự giàu sang được tầng lớp giàu có châu Á ngày nay ưa chuộng. Tại Trung Quốc, một chén súp vi cá mập được bán với giá khoảng 65 đô la đến 120 đô la, tương đương với khoảng 2 đến 3 triệu đồng. Thậm chí, vây cá mập đầu búa còn có giá lên tới 11 triệu đồng cho gần nửa kg. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau món ăn bổ dưỡng sang trọng đó là cuộc tàn sát kinh hoàng của loài người với cá mập. Cụ thể, mỗi năm có tới gần 100 triệu con cá mập bị bắt lên bờ để cắt lấy vây, và còn kinh khủng khiếp hơn khi chúng lại được trả lại biển khơi với một cơ thể bị thương đến như vậy. Khiếp thôi, nghĩ mà dùng cả mình, vây cá là bộ phận quan trọng của chúng, cũng như con người chúng ta bị chặt mất cánh tay rồi thì sống dở chết dở chứ còn sao nữa. Nhiều con thì còn sống, nhưng cũng không ít con cá với trọng lượng cơ thể bị thương đã chìm dần xuống đại dương vì không thể bơi và chết vì mất máu hoặc làm mồi cho những con cá khác. Chính điều này đã khiến số lượng cá thể của loài này suy giảm đến 99%. Ngoài ra, theo Jakarta Post Indonesia, sản xuất được ít nhất là 486 tấn vây cá mập khô mỗi năm, bất chấp sự phản đối và lệnh cấm từ chính phủ. Nạn đánh bắt cá mập vẫn diễn ra hàng ngày và không thể kiểm soát. Cũng vì chuyện khai thác quá mức và tính tàn nhẫn nên rất nhiều nơi đã kêu gọi tẩy chay món ăn này, thậm chí là ngay tại Trung Quốc hay Hồng Kông. Và nếu như các bạn đồng tình với cái luật cấm kể trên ấy thì đừng quên comment bảo vệ cá mập để lan tỏa thông điệp này đến nhiều người hơn nha. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng đến với những thú vui gây khiếp sợ nhất trên thế giới. Thứ 5, há hốc mồm trước thú vui nuôi pet cưng là cá mập. Ôi, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra các bạn nhở. Hết nuôi sư tử hổ báo tinh tinh rồi thì cá sấu về làm thú cưng, đến cả sát thủ đại dương cũng dám bế về nuôi nấng như con cưng thì đúng là bó tay bó luôn cả chân các bạn ạ. Được biết, khoảng vài năm đổ lại đây, cá mập đã trở thành một trong những thú cưng không thể thiếu của giới siêu giàu ở Mỹ để thể hiện quyền uy và độ chất chơi người rơi của mình, bất chấp việc chăm sóc chúng rất là phức tạp và tốn kém, khi một con cá mập thông thường có giá vài trăm triệu cho đến vài tỷ. Và luật pháp không cấm sở hữu chúng, loại trừ một số loài được bảo vệ như là cá mập trắng. Mà đấy là còn chưa kể, tiền bể bơi có thể ngốn từ 15.000 cho đến 1 triệu đô la, tương đương với khoảng 342 triệu đến 22,8 tỷ đồng, cùng hàng trăm triệu tiền mua mồi và bảo dưỡng bể cá hàng tháng. Nói chung là người giàu thì luôn có những sở thích rất gì và khó hiểu, đúng không các bạn? Chẳng hạn như đại gia bất động sản Ariel Fakheri ở thành phố Los Angeles của Mỹ thích nuôi cá mập vì cho rằng chúng là một trong những loài vật quyến rũ nhất. Thậm chí sau khi xem xong hàng loạt các bộ phim kinh dị nổi tiếng Hàm Cá Mập, ông còn khẳng định chính sự nguy hiểm đã làm tăng thêm độ hấp dẫn cho loài vật săn mồi máu lạnh này. Đúng là hạn hán lời luôn các bạn ạ. Còn các bạn thì sao? Bạn thấy thế nào về việc nuôi hung thần biển cả này trong nhà đây? Hãy comment suy nghĩ xuống phần bình luận cho mình biết nha. Và chưa dừng lại ở đó đâu nha, nhiều người còn cực kỳ máu liều nhiều hơn máu não, thậm chí là xuống luôn bể bơi bơi cùng cá mập mới ghê. Thứ 6, khóc thét trước trải nghiệm bơi cùng cá mập. Các bạn thân mến, những bộ phim kinh dị về cá mập ăn thịt người làm cho việc bơi bên cạnh một con cá mập khát máu là điều chúng ta ai cũng kinh sợ.
Tuy là vậy, nhưng điều đó không ngăn nổi tinh thần dân chơi của những người liều lĩnh này. Khi mà họ muốn được gần mấy bé cá mập hơn thì tất nhiên là phải lặn xuống bơi cùng cho thiên hạ lác mắt rồi. Một trong những trải nghiệm thót tim nhất dành cho fan của cá mập chính là việc nhốt mình trong những chiếc lồng sắt để tận mắt chiêm ngưỡng những loài cá mập trắng lớn. Trong chuyến đi du lịch trọn gói kéo dài vài ngày, du khách sẽ được đảm bảo 100% nhìn thấy cá mập trắng với những thiết bị bảo vệ an toàn như là bình dưỡng khí, lồng sắt chắc chắn, đảm bảo rằng là răng của cá mập không thể cắn nát đi được. Đây là một dịch vụ cực kỳ hot hit có mặt ở rất nhiều các vùng biển như là Point Lincoln ở Úc, Isla Guadalupe ở Mexico, Oahu ở Hawaii, Grand Spire ở Nam Phi hay là biển Tiger của Bahamas v.v. Còn nếu như các bạn muốn trải nghiệm cái cảm giác trực tiếp bơi cùng cá mập luôn ấy, thì để đảm bảo yên tâm cho tính mạng, hãy ghé thăm Ocelot Cebu của Philippines để bơi cùng những con cá mập voi, một sinh vật siêu to khổng lồ có chiều dài 10-12m và cân nặng lên tới 30 tấn. Đến với dịch vụ, du khách chỉ cần dùng thức ăn dẫn dụ đàn cá bơi theo. May sao thì đây là những con cá mập rất là hiền lành, chỉ ăn các loài thủy sinh như là tôm cá, nên các bạn hoàn toàn yên tâm, thoải mái bơi lội xung quanh chúng mà không cần trang bị lồng sắt hay lồng kính như các tour du lịch cá mập thông thường. Rồi sau đó thì tha hồ mà check-in sống ảo tẹt ga. Ê lều ơi, chả biết an toàn không, chứ 30 tấn mà nó nuốt nhầm mình vào mồm thì có mà tiêu đời luôn ý. Có bạn nào sẵn sàng tham gia trải nghiệm thử thách điên rồ này hay không thì hãy comment đi luôn để xem ai là người dũng cảm nhất nha. Cuối cùng, hãy cùng đến với những con cá mập kỳ dị nhất mà bạn không tin là có thật luôn. Thứ 7, những con cá mập kỳ quái nhất hành tinh. Các bạn biết đấy, cá mập thì cũng có loại this, loại that. Bên cạnh những con cá mập với hàm răng sắc nhọn và vẻ ngoài hung dữ thì cũng có vô vàn những loài cá mập rất kỳ quái nhưng cũng rất đáng yêu. Điển hình như loài cá mập sừng, trông rất nổi bật nhờ những chiếc gai sắc nhọn cạnh vây lưng có thể giúp chúng tự bảo vệ bản thân khỏi những kẻ săn mồi. Kỳ lạ không kém là loài bố mẹ sinh ra là cá mập nhưng mà cứ thích làm heo, Ocinotus centrina, thuộc bộ cá nhám góc với những chiếc mõm giống như lợn cùng với tiếng kêu ụt ịt mỗi khi bị kéo lên khỏi mặt nước. Nên ngoài cái tên cá mập nhám, chúng còn được gọi là cá lợn. Hay trái ngược với vóc dáng siêu to khổng lồ thường thấy, chúng ta còn phải tròn mắt trước một vóc dáng ti ti đáng yêu của thành viên tí hon nhất trong họ tộc nhà cá sát thủ, cá mập Esmosterus peri, với chiều dài cơ thể chỉ vỏn vẹn khoảng 20cm và thường chỉ xuất hiện trong những khu vực giới hạn thuộc biển Caribe ngoài khơi Colombia nên cực kỳ quý hiếm. Thế nhưng ảo ma Canada nhất thì phải nhắc đến loài cá đã bị bạch tạng lại còn một mắt, nhìn như là sản phẩm của Photoshop này. Nhưng thực tế thì con cá kỳ lạ này được tìm thấy trong bụng của một con cá mập trưởng thành khi nó mắc vào lưới của ngư dân đi thuyền qua tỉnh Maluku của Indonesia. Và như các bạn đã thấy, con cá mập này có màu trắng sữa và chỉ có một mắt ở giữa đầu do mắc chứng dị tật Cyclopia. Nói đến đây là mình lại nghĩ ngay tới những người khổng lồ Cyclops trong thần thoại Hy Lạp rồi đấy. Còn lại thì vây và các bộ phận khác trên cơ thể của nó thì đều đã hình thành. Và ngoài ra thì ngày nay, các nhà khoa học đang tìm thấy rất nhiều những loài cá mập đột biến hai đầu trên toàn cầu. Bắt đầu từ năm 2008 thì một ngư dân đã đánh bắt được phôi cá mập xanh hai đầu ở ngoài khơi bờ biển Australia. Vào năm 2013 thì một nhóm ngư dân ở Florida của Mỹ đã phát hiện thai nhi hai đầu trong tử cung của một con cá mập bò mà họ bắt được. Và đến nay thì cá mập xanh là loài có nhiều cá thể hai đầu nhất bởi cá mập mẹ có thể mang trong mình một lúc 50 cá thể con trong bụng. Và gần đây nhất, các nhà khoa học Tây Ban Nha đã tìm thấy phôi thai cá nhám mèo đuôi cưa Đại Tây Dương hai đầu trong số hàng trăm con cá mập được nuôi dưỡng để nghiên cứu phục vụ y học. Đây là trường hợp cá mập đẻ trứng sinh ra cá thể hai đầu đầu tiên được phát hiện. Uầy, quả là những con cá quá là kỳ dị luôn, nhìn cứ như là những con quái vật bước ra trong truyền thuyết nhở. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá rất nhiều những biển ly kỳ thú vị và không kém phần đáng sợ về loài cá mập, một trong những hung thần nguy hiểm và ghê gớm nhất thế giới đại dương. Bạn cảm thấy sự thật nào gây cho các bạn nhiều ấn tượng nhất thì đừng quên comment bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của các bạn cho mình biết nha. Nếu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.